Hãy chào đón thí sinh đầu tiên của ngày hôm nay. Xin chào Việt Hương, xin chào Khánh Thành và xin chào Ngô Kiến Huy. Xin gửi đến toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang theo dõi qua truyền hình Thách Thức Danh Hài mùa thứ hai một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cô có làm MC không? Không, cô mua bán. Bán rồi sao cô xin chào nó ngọt xớt vậy? Con à, con cô tập con cô làm tập. Gì mà tập cho cô được hay vậy? MC hả? Không, con cô sinh viên. À, chắc cho cũng không sinh hoạt ở trong trường cũng khéo. Nói thiệt với Trắng Thành, Việt Hương là cho tôi giao lưu xí cho tôi rất rung. Dạ. Là vì thân gái dặn trường mà. Đi hôm qua giờ đi ngoài Đà Nẵng vô đây thì nói thiệt là cũng bầm dập lắm, cũng tả tơi lắm. Mà tới đây rồi thi cử không biết răng, nhưng mà xí hồi quý vị nhớ ráng cười giùm tôi xí nghe. Cho quý vị không cười là tôi khóc. Hết tiền xe rồi. Hết tiền rồi xe. Duyên dáng. Duyên dáng. Con nói thiệt, cho đến ngày hôm nay cũng vẫn khẳng định cái người miền Trung là cái người mà gọi là vui tính nhất ở trên cả cái dãy nước Việt Nam mình. Là cái người miền Trung là cái người mà họ vui tính nhất, họ thật thà lắm, họ hay lắm. Việc cô làm liền, con coi cô cảm tình như cô quá rồi. Thiệt với Trấn Thành là tôi kêu gọi Trấn Thành với Việt Hương cười giùm là vì rằng nếu mà không cười giùm tôi không có tiền về xe, không khéo là tôi trở thành là trẻ em đường phố cơ nhỡ đó. Mấy cái này hãy nó cứ để vô luôn thì con sẽ cười ngay á. Duyên dáng lắm cô. Rồi, cô thi liền đi. Thi nghe. Con hy vọng là cô dành 100 triệu về nha. 60 giây, bắt đầu. Kính thưa quý vị, tên tôi là Nguyễn Thị Chi. Tôi năm nay 16 tuổi, 61 tuổi. Tôi sở hữu một nhan sắc nhỏ nhắn, xinh xắn. Một vẻ đẹp mà người ta hay gọi là đẹp lạ. Kính thưa quý vị, tên thường gọi của tôi là Cúc. Anh hàng xóm hot boy thân thương, một vợ, hai con, ba cháu nội đã đặt cho tôi một cái nickname thiệt là kêu. Đó là Lốc Chị Kê. Và nghe tiếng trúc trắc ngúc ngắt và hắn rỗn ráng như là Việt Kiều Trung Đông đó. Dạ nhưng mà đơn giản thôi Trang Thành ạ. Lúc thì kê, dạ là Lê Thị Cúc, dạ là em bé Cúc U61. Chúc mừng cô, danh hài chiến đàn đã đỡ được cười và cô có 2 triệu đồng. Chịu, dễ thương. Ngôn từ của cô rất là nhiều, con nghĩ cô buôn bán chắc là đắt lắm. Cô bán là cô bán trong shop hay là cô hàng chợ quẹo lửa, hàng chợ quẹo lửa mấy anh chị ơi? À, cô là quẹo lửa mãi vô mãi vô. Hàng chay đó ta nói cái miệng là chắc lặng chắc lặng rồi nè. Cô dân Đà Nẵng luôn hả? Cô dân Đà Nẵng. Dạ. Cô sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng. Dễ thương quá à. Nói chuyện lanh lợi mà. Cô thích nói là cô đẹp. Đẹp dịu dàng mà không chối lối. Cô ơi. Bây giờ là theo ước nguyện của cô á, là cô thắng vòng này rồi, cô đang có 2 triệu tiền xe rồi đó. Bây giờ cô muốn mình lấy 2 triệu mình ngưng hay là cô muốn chơi tiếp mình lấy 10 triệu? Hắn dụ cô. Tôi có nói với con tôi rồi. Dạ. Nếu mà mẹ không bờ được nhiều ít kia á, mà hết tiền mình sẽ là mẹ đi bụi luôn. Trời ơi sao chơi bất chấp dữ đó. Giờ tới đi cô ạ. À cô có chuẩn bị chưa ạ? Cô có chuẩn bị, đánh máy kịch bản đạt không ạ? Trời ơi. Dữ. Chăng luôn. Cô ơi, vậy quyết định của cô là Chơi tiếp. Yeah. 60 giây, bắt đầu. Nói về họ ghê ý. Họ ghê mà chứ mà lại thiệt mà chẳng thanh túi nè. Mà lên mạng á hả, mở Facebook ra là thấy là họ ghê. Mố mà nhá nhạt như nẫm mà mặt sau mưa rồi đó. Có họ ghê được phong. Nhưng mà cũng có họ ghê hả, tự phong. Cha tao lại học ngô gơ mố mần ra nhiều nữa. Nữa thì tôi hỏi Trắng Thanh này, Hương này, Ngô Kiện Huy này, Ngoại Anh Chi này, học gơ gơ rửa thì học gơ là chi? À túi thì tôi nói thì Trắng Thanh nghe được không nhỉ? Học gơ theo ý túi được tiếng này, chứng nghĩ dài tiền nách, mặt á vi lai, nước hoa channel number 5, nhà ở villa và tiền xài vali. Trời ơi, chúc mừng cô. Nhân hàng chứ nào đã cười, giờ cô có 10 triệu. Bây giờ ra đi Huế ra. Phi cô là người Việt gốc Huế. Hả? Cô cha rồi ra, răng nội Đà Nẵng. Vì cô sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, nơi tôi cất tiếng khóc vào đời. Trời. Nhưng mà là gốc Huế, là bộ mẹ có người Huế đó. Bộ mẹ có người Huế. Cô
6 chương trình này người ta phải gọi cô là hot girl. Cái gì chưa? Ngồi chuyện lưu loạt. Rồi con chân dài nách, mặc vi lai ở nhà Paris. Gì chưa? Quá được. Chiều hot girl này quá. Chiều đẹp. Đẹp, đẹp, ừ, đẹp. Đẹp. Cái thằng mà nói tôi đẹp đó là tôi rất chịu. Chịu. Hot girl đi nè. Không, không không nhìn đẹp, còn duyên dáng, dễ thương, đã. My dear, I'm suffering hết. Hết. Why do you come? Hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không chắc anh nữa. Oh. Chẳng chắc như anh đâu. Oh. Oh. Khi ta đến bên nhau. Oh. Tình gian dối. Con thiệt. Chị tránh để mà gặp cô, chị tránh phải sợ. À, cô hot girl, cô đã có 10 triệu chắc chắn trong tay rồi. À, 10 triệu này là nó hơn dự trù ban đầu 2 triệu nhiều lắm. Nhưng mà dòng sau nó còn gấp đôi số tiền này là 20 triệu nếu mà cô chơi tiếp. Nhưng cô lưu ý, nếu mà cô không làm cho hai danh hài của chúng con cười được, cô sẽ mất trắng 10 triệu đồng. Và cô cứ suy nghĩ thật kỹ là mình chơi tiếp hay là mình lấy 10 triệu. Xin cho cô hỏi ý kiến người thân chứ được không? Dạ được. Dạ rồi, mời cô. Chị ơi, mình làm tiếp hay anh chị? Em thích làm tiếp một lần nữa chị. Cô Nguyễn Thị Chi sẽ tiếp tục hay dừng lại? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Và cô cứ suy nghĩ thật kỹ là mình chơi tiếp hay là mình lấy 10 triệu. Cô thôi, chơi tiếp. Cô mà không chơi. Chơi, chơi tiếp. Chuẩn bị nha, 60 giây, bắt đầu. À, kính thưa các bác, ở trên đời này á, có những cái thứ người ta không trông mong chờ đợi mà nó vẫn cứ xuất hiện. Trên trời là có không tặc, dưới biển là có hải tặc, bờ sông là có cát tặc, trên rừng là có lâm tặc, mỏ vàng là có vàng tặc, và đổ xăng là gặp xăng tặc. Và gần đây nhất Trấn Thành biết gì không? Gần đây nhất, nóng hổi nhất là có sầu riêng tặc và đánh dây tặc. Đánh giày tặc làm gì? Tiếp cô. À, đánh giày tặc là vì một số du khách người ta phàn nàn, người ta đang đi như thế này, cái tự nhiên tới, giày anh là hư, giày anh là dơ, làm cho chơi, quất một tiếng, điếng hồ. Rồi còn sầu riêng tặc là gì? Sầu riêng tặc là vì vừa rồi là cái khi thu mua sầu riêng tới là có một số nạn bảo kê và hành hung để ép giá nhà vườn. À, tiếp luôn là hát. À, lấy cho ba cái từ vô làm luôn. Cả luôn. À, chết cha hết giờ rồi. Chúc mừng cô đã có 20 triệu đồng. Một giây cuối cùng và cô đã lừa được danh hài Dương Thành. Chúng ta còn một giây nữa. Vô tình nè cô. À, cô là cái người cô quá duyên dáng. Tự nhiên cái trong cái khó nó ló cái khôn. Tự nhiên cái phút cuối con tưởng xong rồi. Cô buộc miệng. Không mà con thì tại vì cái đó là mình tâm lý mình thật mình đâu có làm gì đâu. Cô buộc miệng cô nói. Cô xả rồi. Cô bung nẹp. Quá rồi. Nãy giờ cô đang gặp tới giờ cô chết chào hết giờ rồi bung nẹp. Và tự nhiên cô thấy cô thật dễ thương cười. Hợp lý không mấy bạn? Trời ơi lo quá. Duyên. Nói thiệt với quý vị khán giả và Răng Thành và Viết Hương là tôi nhận được sự ủng hộ của quý vị như thế này, tôi rất là cảm động. Tôi cách sinh ngoài Đà Nẵng là tôi đậu rồi tôi vô thì tôi mới có cơ hội gặp Trấn Thành và Việt Hương. Riêng Trấn Thành tôi rất là ngưỡng mộ, cho nên là cơ hội này là một cái dịp để mà tôi có thể là tiếp cận anh với một cự ly gần như thế này. Nói riêng của Trấn Thành là tôi còn một kịch bản nữa dữ dội lắm, nhưng mà cô ơi,
20 triệu rồi. Mà tôi sợ Trắng Thành ạ. À, tôi sợ là coi như là tay trắng đi về là dễ đi bụi lắm. Trời ơi. Trời ơi. Ông bị già lắm con chê. Dễ thương. Tài tử lên mà mình cũng bay đặt mà lên nữa. Dễ thương mà ôm cái. À, ôm cái đi. Không ai dám nói cô bon chen được. Duyên dáng như vậy, ngày hôm nay cô xin lỗi, cô tên gì? Cô là Nguyễn Thị Chi, tên thường gọi là Cúc, nickname là Lúc Chị Kê, và tên thường gọi là Cúc Cô Đơn. Bé Cúc. Bé Cúc, 16 tuổi. Mình nói cho bé Cúc nghe. Rất là cảm ơn bé Cúc đã dùng hai từ ngưỡng mộ cho Trấn Thành. Đó là một cái điều hạnh phúc nhất của những người nghệ sĩ. Nghe được hai chữ đó thôi là vui từ đây tới tối rồi. Cái thứ hai, mình nói cho Cúc nghe, kể từ giây phút này, sau bức màn này, sau khi bước Cúc đặt chân bước ra khỏi bức màn này, bước sẽ ngẩng cao đầu nhìn cả thành phố Đà Nẵng với sự ngưỡng mộ của toàn thể bạn hàng của Cúc. Ngày hôm nay, ngày mai, Cúc bước ra chợ hàng, Cúc bước giọng mẹ. Đống đa hả? À, bán đống đa phải không? Ngày mai Tiếp thị luôn. Cúc bước ra chợ Đống Đa giọng mẹ. Cúc chẳng ngày hôm nay Cúc 20 triệu. Cúc bước ra bạn bè Cúc xếp rã. Chị Cúc bán tiếp. Dữ. Duyên dáng. Con gửi cô. Và xin chúc mừng cô đã có 20 triệu đồng. Dạ đẹp. Đẹp. Con gái tôi, cháu tôi, một vui cháu tôi ở nhà U18, U17, U21 rất thích Ngô Kiến Huy. Thế là Cúc là U50 mới qua đây. Về cái lĩnh vực hài mà lên làm một cái hài thì tôi chưa bao giờ làm, nhưng mà may mắn là tôi cũng có được một phần thưởng nhờ sự ủng hộ của khán giả.